quan trọng là tao thấy bọn mày đếch có khách gọi ấy. Tại vì nhá, Facebook thì vắng như chùa Bà Đanh. Vào Facebook của tao xem chưa? Phải chú ý mà làm hình ảnh nhá. Đây này, đây chị chỉ cho. Đứng đấy à? Đứng đây. Giường của mày ấy, thu dọn cái đống này cho vào tủ cho tao. Này, gối, ga, chăn, tao cho mượn đấy nhá. Từ đã, ra tao bảo đây. Nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp, máy giặt. Tao dặn chưa, mấy con đây nó ghê lắm. Liệu mày biết đường cư xử, không cào mặt ra đấy. Mua được cái túi đẹp không? Có sáng chảy thế này chứ. Mày mua túi ni lông à? Đấy mấy con kia. Nhìn đây. Đẹp đấy. Tao vừa đặt về đấy. Ngon không? Ngon không? Đẹp đấy. Nhưng mà chắc là mua hàng fake à? Cái gì? Mấy cái con này. Tao mà phải dùng hàng fake á? Rồi. Tao làm một ngày bằng bọn mày đi khách 7 ngày 10 ngày. Mi này không bao giờ phải dùng hàng fake nhá. Úi giời, nhiều tiền thế này thì ai mà đú đưa. Thật, mày còn được đi khách ngoài chứ bọn tao gì. Thật. Cái chuyện này đơn giản mà. Bọn mày chỉ cần xin phép là áo cấn đàng hoàng, nộp tô thuế đầy đủ thế là đi thôi. Nhưng mà quan trọng là tao thấy bọn mày đếch có khách gọi ấy. Tại vì nhá, Facebook thì vắng như chùa Bà Đanh. Vào Facebook của tao xem chưa? Phải chú ý mà làm hình ảnh nhá. Đây này, đây chị chỉ cho đâu, một vài chút đâu, đâu, đây. Đấy, đấy, thần thái. Quan trọng là cái thần thái. Em chào các chị ạ. Sao mày lại ở đây? Tao đưa nó về đây đấy. Mày bị điên à? Nó vừa mới nạo xong, mày mang nó về đây để ám quẻ cho cả xóm à? Mày đi mà hỏi lão Cấn đi. Chào thế đủ rồi, đi vào. Từ lại. Nói rõ ra xem nào. Tại sao lão ấy lại làm chuyện điên rồ như thế hả? Nó không nạo được. Lão ấy đồng ý cho nó về đây. Khi nào đẻ xong thì tính. Này, tao rất không thích mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy nhá. Vào. Mấy con kia. Chị, mình... Chúng mày không có mồm à? Chẳng lẽ lại để cho lão làm chuyện điên rồ như thế hả? Mày đi mà hỏi lão Cấn đấy. Bọn tao làm sao mà dám hỏi? Lão chả cưng mày nhất còn gì. Đếch phải gọi. Tao lên thẳng trên đấy. Còn đứa nào đi với tao không? Mày đi. Quèn chúng mày. Giận cá chém thớt.